Xài ra xài. Người lớn xài. Em biết tạo tài khoản không? Tài khoản Google á. Có tài gì tải gì không? Hay là giờ là bỏ sim xài thôi. Tải tạo người để xài. Hai sim chứ. Đấy là mấy hai sim đó. Xài... sim mạng bên đây cao lắm em, 180 cái nè. Kèm máy là anh tính 150. Gói 120 có sẵn á. Đúng rồi, quá vô xài tháng đầu điện phí trước em rồi. Rồi tháng thứ hai là tháng hai em tự đóng tiền luôn. Đóng 120 hả? Đúng rồi. Cái 90 này nó không còn. 90 này nó dẹp lâu rồi. Đây đâu có 90 đâu. Mobi 50 ngàn tháng, nhưng mà Mobi em ở chỗ nào? Em bên năm ngàn. Gần đây em biết có Mobi sống mạnh không? Đúng rồi. Thôi Mobi có sống là được. Ừ, sợ không có sống là thôi. Ở nhà vẫn sao Mobi mà. À, dễ được, dễ mua sim Mobi. Mobi cũng 108, nhưng mà một tháng nó chỉ có 50 ngàn thôi. 50 ngàn mà được có mỗi lần một kia. Không, nhiều chứ, ngày 3 ghi á. Còn loại 90 ngàn, giờ nói loại 90 ngàn đi, 90 ngàn là ngày 4 ghi. Giờ nó xài gói 50 ngàn được có mấy vài mươi ạ? Không, nó nhiều sim lắm, nhiều loại. Phải mua đúng loại đó mới được. Dễ lấy cái loại 108, nhưng mà một ngày nó cho 4 ghi. Gọi Mobi miễn phí. Gọi Viettel được 50 phút một tháng. Sim đó thấy được không? Một cái sim đấy là vừa gọi Mobi lại không mất. Gọi được cả Viettel nữa. Gọi Viettel được 50 phút một tháng thôi. Còn gọi Mobi thì miễn phí hết. Tháng nào cũng gọi được hay là được một tháng thôi? Thì cứ tháng 9 chục thôi. Cứ tháng 9 chục là em gọi thoải mái thôi. Anh đăng ký trước tháng đầu rồi em rồi đó. Tháng thứ 2 em nạp 90. Sim đó anh tính em 150 luôn. 108 bớt 30 ngàn. Rồi nè, tất tải về tải nha. Tải xong rồi. Lực có chứ, để anh nhắn lực em luôn nhé. Đang đi mất.